Bạn đặt sau lưng một ngày dài, vài thắc mắc còn ngay trước mặt. Lời không ngắt mà lòng đau thắt khi cứ dằn vặt như bị bóp chặt. Chiếc điện thoại vẫn còn vang vọng, mở bài nhạc buồn em vẫn hay nghe. Trong màn đêm mọi thứ đảo lộn, sự mất bình tĩnh đang còn kề. Sự lo lắng một cách như từ tâm tư bước đến để e dè. Bài rap ấy cũng dần hoàn thiện, chỉ mong một lần anh nghe nè. Chắc anh giờ có người chở che, em đỡ lo cũng được phần nào. Ngày hôm trước em bước đến ngõ nhưng thôi đứng lại không dám vào. Muốn lần nữa bước đến bên anh hôn nhẹ bờ môi như thợ ấy. Muốn lần nữa nắm chặt đôi tay hai đứa tỏ ra mắc cỡ đấy. Muốn tựa vào anh trong mọi giấc ngủ khi ánh nắng chói mới thức dậy. Và muốn cùng anh đi một nơi xa mà chưa hề biết ở trước đây. Em chợp mắt đã 3 giờ sáng chưa bao giờ đáng được anh ghi trọng. Rồi mọi thứ cũng dần bước qua giờ liệu anh có nhớ gì không. Bình minh đã đưa anh đến sau hẹn hôm nọ cướp anh đi. Thật bất ngờ sao lại quá nhanh, em cũng chưa hề biết gì. Vậy thì ta đành xa cứ buông bàn tay. Bao yêu thương đã nhạt phai, trả lại em nơi góc phố chúng ta từng qua cùng với những giấc mơ. Thì xin em đừng nghĩ tới, cứ để tình trôi đi. Nếu không cùng cảm giác làm sao người hiểu được hết nỗi niềm mà bấy lâu anh giấu kín, đành phải xa thôi giờ phải chia đường tình chứ anh có gì để chứng minh. Khi mang danh phận là người thương nhưng khi bên em không cảm giác, vậy thì đừng hỏi là tại sao thế này sao tình hay đứa giờ lại nhạt. Khúc nhạc buồn hay đứa từng viết chỉ mong người hãy xóa nó đi, để bao yêu thương chôn vùi quá khứ người cũng đừng cố mà suy nghĩ. Khi bên nhau mà không có cảm giác thì anh chọn cách mà rời đi. Phải chắc người đã làm gì sai hay là tại do anh quá ích kỷ. Những dòng ta tô tô viết về nhau đến giờ em mà anh phải xóa, tại vì bên em anh chẳng có cảm giác, chính vì điều đó là lý do. Đơn giản hơn anh đã hết yêu rồi, tình cảm chốc anh giờ đã hết. Hai con người có hai hướng đi thì anh sẽ bước về hướng lệch. Quyển nhật ký ngày nào ta viết đến giờ thì anh xin trả lại yêu thương người cứ giữ lấy, bởi vì tình cảm đã nhạt phai. Không còn yêu, không còn thương khi mà bên em không cảm giác. Chắc giấy tơ hồng giờ tôi cũng đã đứt, đến giờ tình cảm cũng dần nhạt. Vậy thì